Ok, chúng ta sẽ đến với phần video chữa dạng bài đọc 7 câu. Ở cái dạng bài đọc 7 câu như thế này thì thường là bài đọc nó sẽ dài hơn, nội dung nó cũng sẽ khó hơn so với bài đọc 5 câu. Thì với cái dạng bài đọc 7 câu thì cô vẫn khuyến khích các bạn làm theo cái cách là đọc cái phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn để xem chủ đề nói về cái gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc câu hỏi trả lời từng câu hỏi. Khi em trả lời hết tất cả những câu hỏi thì em đã hiểu nội dung toàn bài. Vậy theo hướng như vậy cô sẽ dịch đoạn văn đầu tiên với cái đoạn văn đầu tiên thì trước khi dịch thì chúng ta sẽ phân tích cái từ vựng cấu trúc trong câu thì cô có với cái động từ sau với động từ held là quá khứ của động từ hold nghĩa là gì nghĩa là cầm nghĩa là nắm nghĩa là giữ nghĩa là tổ chức đúng không ạ ngoài những nghĩa đó ra nghĩa là có quan điểm nữa về dịch là thường có cái quan niệm rằng công nghệ chúng ta có cụm từ in general nhìn chung là trả giúp gì cho family relationship cho mối quan hệ gia đình cả vì in many cases trong rất nhiều trường hợp thì các thành viên trong gia đình nhờ đằng sau chúng ta lại có cái cấu trúc về giới từ em lưu ý cái cấu trúc này cho cơ chúng ta có cái cấu trúc với cấu trúc là be interested in nghĩa là quan tâm tới nhờ vì làm sao trong nhiều trường hợp thì các thành viên trong gia đình quan tâm có hứng thú với điện thoại thông minh với tivi hơn là họ dành cho nhau trước điện thoại thông minh thì tivi bị cáo buộc là gây ra cái sự giãn lứt trong cái communication giao tiếp giữa bố mẹ và con cái yeah. người ta tranh cãi nhau rằng yeah, The Box là cái hộp đó chính là cái diện tivi đó đúng không ạ đã ngăn cản mọi người nói chuyện với nhau và cái gì đó giữa các thành viên trong gia đình về cái vấn đề là chương trình nào xem gây ra những cái sự cản trở và gây ra cả những cái vấn đề về thù ghét nhau vậy thì cô sẽ suy ra được này, tiện thể đến đây nhé thì cô sẽ làm được cái câu này luôn này chắc chắn là ở trong bài của chúng ta sẽ có một cái câu hỏi mà người ta sẽ hỏi em cái từ với từ clutch nhớ với từ clutch ở trong đoạn văn này có nghĩa là gì đây chính là câu số 45 này người ta hỏi em cái từ clutch ở trong đoạn văn số 1 để gần nghĩa với từ gì bây giờ chạy ra với từ chance nghĩa là cơ hội nhớ ý với từ benefit nghĩa là gì ở cô sẽ thấy với từ chance nghĩa là cơ hội nhá thế còn ý b của chúng ta với cái từ đó chính là từ với từ benefits nghĩa là lợi ích đó đúng không ạ? Rồi ý đề của bài từ worries nghĩa là lo âu Chợ Và ý C của chúng ta với cái danh từ Nhờ với cái từ đó chính là từ Với từ arguments Nhờ với từ arguments nghĩa là tranh luận, tranh cãi Vậy thì bây giờ em thử ghép nó vào Nếu như em không đoán được nghĩa của từ này là gì thì em ghép nó vào xem Nhờ Chợ người ta tranh cãi nhau rằng Nhờ người ta đã tranh luận, người ta lập luận rằng là sao TV, đúng không ạ? Ngăn mọi người nói chuyện với nhau Và Nhờ cơ hội và cơ hội giữa các thành viên trong gia đình về cái chương trình gì để xem Vậy thì cô sẽ không thể dùng từ cơ hội ở đây được Nhớ ạ Về Nhờ gì cả Và lợi ích giữa các thành viên trong gia đình về chương trình gì để xem thì cũng không phải Nhờ tiếp này Về những cái lo âu về cái chương trình gì Nhờ lo âu giữa các thành viên trong gia đình về chương trình gì để xem cũng không phải Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 45 Đáp án của chúng ta là IC Với từ arguments Nghĩa là gì? Những cái tranh cãi Nhớ ạ nhá Người ta, đúng không người ta lập luận rằng này Người ta tranh luận rằng là sao TV, đúng không ạ, ngăn mọi người nói chuyện với nhau Và những cái tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình Về việc chương trình gì xem Nhận xem chương trình gì Rồi, vậy thì cô sẽ thấy được là với câu số 45 Khi mà cô dịch đoạn văn số 1 thì cô đã làm được ý C ở Câu 45 rồi, câu này dễ, đúng không ạ rồi bây giờ với cái câu số 44 người ta bảo là Cái nào dưới đây có thể là tiêu đề cho đoạn văn này Để câu này xuống cuối Làm cho cô câu số 46 trước với cái câu số 46 lưu ý cho cô như sau này. Với cái câu số 46 Với cái dạng câu hỏi Với cái dạng câu hỏi Bắt đầu bằng Bằng according to xem cô hỏi, According to là theo như Theo như đoạn văn số 1 Thì TV làm sao Đây là dạng câu hỏi điền khuyết thông tin Nghe sẽ đọc lại cho cô xem này Ở trong đoạn văn số 1 thì người ta có đề cập là Trước điện thoại thông minh Đúng không ạ trước khi có điện thoại thông minh thì TV bị cáo buộc là đúng không ạ? Chủ yếu là chợ TV đợi, TV bị cáo buộc là gây ra hầu hết những cái sự giận lứt đúng không ạ? Trong cái mối trong cái sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. trong này chúng ta có với cái danh từ sau. Chợ với cái danh từ đó là từ với từ breakdown nghĩa là gì? Nhớ với cái từ breakdown từ đấy của chúng ta nhợ nó có nghĩa là cái 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 dạng lứt cái trục trặc đấy mình có thể dịch như vậy cũng được vậy dịch là trước khi có điện thoại thông minh thì TV bị cáo buộc là chủ yếu gây ra những cái sự dạng lứt trong giao tiếp nhợ giữa bố mẹ và con cái nhợ vì có thể dịch là trước điện thoại thông minh thì TV bị cáo buộc là chủ yếu gây ra cái việc là bố mẹ và con cái không nói chuyện với nhau Đấy nhá Rồi người ta tranh cãi nhau rằng đúng không? Người ta đã tranh cãi, có tranh có ý kiến tranh cãi rằng là TV đã ngăn mọi người không nói chuyện với nhau nhá. Ừ, yeah. Và những cái, cái 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 tranh luận giữa những cái thành viên trong gia đình về việc là xem chương trình gì yeah. vậy thì uh, căn cứ vào cái phần thông tin đó thì bây giờ mình sẽ làm câu số 46 theo như đoạn văn số 1 tv làm sao ý yeah, là cô là khiến cho các thành viên trong gia đình trở lên quan tâm tới nhau hơn ý yeah, sai đúng không ạ vậy bây giờ tv thường được tin là giúp ích rất là nhiều trong cái việc fostering cô sẽ có với cái từ foster nghĩa là gì? Nghĩa là củng cố, nghĩa là thắt chặt, nghĩa là tăng cường Vậy ở đây với cái từ đó là từ Với từ fostering, family bonds, nghĩa là mối quan hệ gia đình Vậy người ta tin rằng là TV giúp rất, rất là nhiều trong cái việc thắt chặt mối quan hệ gia đình không phải Đúng không ạ? Thế này ý C của cô đó là encourage Cô có từ encourage, nghĩa là gì? Khuyến khích, khuyến giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình Vậy thì ý C của chúng ta cũng không phải Do đó với câu 46 cô chọn được ý D. Chờ, theo đoạn văn số 1 thì TV được khẳng định khẳng định là chờ, theo đoạn văn số 1 TV được khẳng định là ngăn cản cản trở đúng không ạ? Cản trở cái việc mà bố mẹ đúng không ạ? Giao tiếp với con cái, con cái giao tiếp với bố mẹ. Vậy thì với câu 46 cô chọn được ý D với cái câu số 47, người ta hỏi em cái từ vơ vâng mở trong đoạn văn số 2 ám chỉ cái gì? Đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ, chúng ta sẽ đọc cho cô phần thông tin phía trước nó thôi. Chứ đây là một cái câu hỏi rất rất là dễ. Đấy nhá, nên chúng ta bắt buộc là dù em có mục tiêu 7 cộng 8 cộng hay 9 cộng, em vẫn phải làm đúng câu này. Nhờ chúng ta sẽ có như sau này, chúng thường cung cấp những cái chủ đề cho các thành viên trong gia đình để thảo luận. Nhớ mang mang gì làm sao? Mang chúng mang họ gần nhau hơn nhá hơn là việc là sao đẩy họ ra xa vậy đến đây là mang họ ở đây chính là gì mang những cái thành viên của gia đình đấy lại gần nhau hơn hơn là việc là đẩy họ ra xa vậy thì họ ở đây chính là family members các thành viên trong gia đình vậy thì cô sẽ chọn được câu số 47 đáp án của chúng ta sẽ là ý a dạ xong câu số 47 chuyển cho cô sang với câu số 48 mươi chợ với cái câu số 48 Đây là dạng câu hỏi về từ vựng Trợ với cái dạng câu hỏi về từ vựng như thế này Thì người ta sẽ hỏi em là cái từ đó Ở trong đoạn văn đấy có nghĩa là gì Đấy nhá, em sẽ tìm cho cô này Người ta hỏi em cái từ negative Ở trong đoạn văn số 4 này Đặt nghĩa với từ gì Vậy thì em phải xét cái từ đó Trong cái ngữ cảnh của cái đoạn văn này yếu dịch như sau này Cô có với cái cụm từ sau yeah. Chúng ta có với cái cụm từ Đó chính là từ với từ, broad, với từ broadly speaking nghĩa là gì nhờ chúng ta có với cái cụm từ với cái cụm từ broadly với từ broadly speaking nghĩa là nói chung nhờ, thì điện thoại thông minh nhờ, có một vài những cái tác động gì đó trong cái mối quan hệ gia đình nhờ, nhờ, bên gì đó, nhìn chung là điện thoại thông minh thì có một vài cái tác động gì đó trong mối quan hệ gia đình Chờ, công nghệ vẫn còn tương đối mới cái loại công nghệ này vẫn còn tương đối mới vì vậy mà nhiều gia đình vẫn chưa chưa biết cái cách để mà xử lý với nó vậy từ đó cũng sinh ra được là nói chung là điện thoại thông minh thì có mối qua có cái tác động tiêu cực đúng không ạ có tác động xấu với mối quan hệ gia đình nhờ vì cái loại công nghệ này vẫn còn tương đối mới nên là nhiều gia đình vẫn chưa biết cách để xử lý với nó à, nhá nên là bố mẹ và con cái cần phải thảo luận về cách mà sử dụng công nghệ để giúp cho đúng không ạ để giúp cho các chúng làm sao đấy để giúp cho cho chúng làm sao đấy có thể tận dụng được đúng không ạ có thể tận dụng được công nghệ thay vì đổ lỗi cho nó là gây ra vấn đề thế nhá vậy thì từ đó cô sinh ra được là nói chung là điện thoại thông minh có một vài những cái tác động xấu tới mối quan hệ gia đình vậy từ đó cô sẽ suy ra được cái tính từ với từ negative nghĩa là xấu nhờ vậy thì cô sẽ không chọn đáp án của cô này là của chúng ta là ý được tại sao cô lại bảo rằng không thể chọn đáp án cô này là ý được bởi vì cô có với cái từ với từ positive từ đây của chúng ta có nghĩa là tích cực Chờ vậy thì cô sẽ không chọn ý A Nhá, Tiếp tục này cô sẽ không chọn cái anh ý C được Nhờ tại sao? Bởi vì cô có với cái anh ý C của chúng ta Với từ interesting nghĩa là thú vị không phải Ở Đây cô là mang nghĩa là tiêu cực là xấu cơ Đúng ạ? Nên là cô sẽ không chọn ý A, không chọn ý C Rồi tiếp này cô sẽ có với cái anh ý B Ý B của cô với cái từ Với từ minimum nghĩa là tối thiểu Nhờ là ít Giờ vậy thì cô sẽ không chọn ý D được do à cô sẽ không chọn ý B được. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ của câu này, cô sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý D. Với từ harmful nghĩa là có hại. Là sau câu 48 trở cô sang với câu số 49. Trở với câu số 49 người ta bảo là cái điều nào dưới đây không đúng theo đoạn văn này, tức là trong bốn cái phương án này sẽ có ba cái phương án đúng theo đoạn văn và chỉ có một phương án không đúng. Nghĩa chúng ta sẽ xét từng phương án một này. Trở ý là cô đó là like thiếu communication giao tiếp thiếu giao tiếp trong gia đình thì bây giờ chủ yếu là do tv nhưng mà em nhìn cho cô như sau này ở trong bài này thì người ta bảo rằng là trước khi có điện thoại thông minh thì, thì tv bị cáo buộc là gây ra phần lớn những cái sự giận dạ lứt trong giao tiếp giữa bố mẹ và con cái vậy là trước đây cơ chứ không phải bây giờ bây giờ là điện thoại thông minh chứ không phải là tv vậy thì nếu như nói rằng là thiếu giao tiếp trong gia đình chủ yếu là do tv à, ạ, à, Nếu mà ý ý à cô nói rằng là thiếu giao tiếp trong gia đình bây giờ Nhớ chú ý cô cái từ nào là bây giờ này, Chủ yếu là do tivi vậy thì ý A à, của cô không đúng chứ, à, Ngày xưa thì mới là do tivi chứ bây giờ này không phải do tivi Nên là ý A à, của cô sai Thế là ý B cô lại về từ majority Cứ có từ majority đa số Đa số các bạn tuổi tin coi cái hình ảnh trên mạng đúng không ạ là quan trọng Yeah, như là cái identity, cái bản sắc của họ Đấy nhá, dịch là đa số các bạn tuổi tin Coi cái hình ảnh trên mạng đúng không? Quan trọng đối với cái cái, cái 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 identity của họ Vậy cô sẽ thấy như sau này Ở trong này của chúng ta Thì cô sẽ thấy có cái phần sau này Đây Chờ, Cô sẽ thấy như sau ở trong này dịch là Bố mẹ nhá, cô sẽ thấy có cái từ này Cô có thấy có từ online identity Cô tập trung vào đó, đúng không ạ Thì cô sẽ thấy như sau này Bố mẹ thường không hiểu tại sao con cái của mình đã dành nhiều thời gian trên mạng, và không thể hiểu được tầm quan trọng của việc mà có cái 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 online identity. Nhờ trong khi đó, hầu hết các bạn tuổi teen để cảm thấy rằng cái hình ảnh trên mạng của mình đấy là quan trọng như là họ vậy. Nhờ vậy thì cô sẽ thấy được là ý b của chúng ta nói rằng là đa số các bạn tuổi tin coi cái hình ảnh trên mạng của mình rất là quan trọng như là cái identity của họ. Là ý b của chúng ta đúng. Nha. Tiếp này ý c của cô là tivi có thể là một cái nguồn vừa cung cấp thông tin vừa giải trí. thì cô sẽ thấy như sau này ở ngay cái câu đầu của đoạn văn số 2 đạo dịch là TV có thể vừa là cung cấp thông tin vừa là entertaining giải trí. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là ý c của chúng ta đúng nên cô sẽ không chọn. do đó cô sẽ chọn được câu này của chúng ta đáp án là ý d. chợ với câu này chúng ta đáp án ý d dịch là bố mẹ và con cái. Chợ bố mẹ và con cái lên nhớ yeah, gì à? Bố mẹ Sorry sorry cô nhầm này Thì cô sẽ thấy như sau này Với cái nghĩa của cô là thiếu cái việc giao tiếp trong gia đình đấy Bây giờ chủ yếu là do TV Thì cái này của cô không đúng thì cô sẽ chọn đáp án ý luôn rồi Đúng không ạ Thế còn ý B và ý C của chúng ta đúng như thông tin trong bài Ý đây là cô là bố mẹ và con cái bây giờ phải cùng cùng nhau Đúng không ạ Để tìm ra cách mà tự tận dụng công nghệ Đúng không ạ Tận dụng những cái lợi thế của công nghệ Dịch là bố mẹ và con cái bây giờ phải làm phải phải cùng tìm nhau phải cùng nhau để tận dụng đúng không ạ bố mẹ và con cái bây giờ phải work on chúng ta cụm từ work on là gì với cụm từ work on nghĩa là tìm hiểu tìm tòi về cái gì Vậy là bố mẹ và con cái bây giờ phải cùng tìm cái cách để mà tận dụng những cái ưu điểm của công nghệ vì cô sẽ thấy như sau này ở trong cái đoạn văn sau ở đoạn văn cuối dịch là bố mẹ và con cái lên thảo luận cái cách mà họ sử dụng công nghệ để giúp cho họ có thể tận dụng được tối đa công nghệ thay vì đổ lỗi cho nó về những cái vấn đề của họ vậy thì cô sẽ thấy được là căn cứ vào phần thông tin đó thì ý d của chúng ta đúng do đó với câu 49 cô chọn đây là bàn câu ý là ý a sau 49 chuyển cô sang câu số 50 Trở câu số 50, lưu ý cho câu cô này Cái câu này sẽ là cái câu khó nhất trong bài Trở với cái dạng câu hỏi Với dạng câu hỏi infer, dạng câu hỏi suy luận Nhợ dịch là Điều gì có thể được suy ra từ cái đoạn văn này Tức là chúng ta sẽ phải hiểu nội dung toàn bài rồi nhé Nhờ ý ở cô đó là Hầu hết các gia đình đều thích nói chuyện với nhau Hơn là sử dụng điện thoại thông minh ở trong nhà hàng Vậy sẽ xem cho cô xem là Điều đấy có đúng không? Nghĩa chúng ta sẽ có như sau này Chờ chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần thông tin sau này Chờ chúng ta sẽ thấy cho cô xem là ở trong cái phần thông tin sau trong đoạn văn của chúng ta xem là có chỗ để có chỗ nào người ta đề cập tới cái vấn đề mà uh, hầu hết đây rồi nhờ cô sẽ thấy như sau này nhờ với cái câu này chúng ta sẽ thấy như sau này ở dịch là ai không từng chứng kiến một cái bàn ở trong một cái nhà hàng lơi mà tất cả các thành viên trong gia đình chỉ đúng không im lặng chăm chăm vào cái màn hình điện thoại Đấy nhá vậy dịch cái rồi Ai chưa từng chứng kiến một cái bàn ở trong một nhà hàng nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình chỉ im lặng chăm chăm vào cái màn hình điện thoại và cái thiết bị di động của họ. Vậy thì cô sẽ thấy được là nếu căn cứ thông tin đó mà nói rằng là hầu hết các hầu hết các gia đình thích nói chuyện với nhau nhỡ hơn là sử dụng điện thoại hơn là sử dụng điện thoại thông minh ở trong nhà hàng. Vậy thì ý A của cô không đúng. Nhờ trong cái câu này người ta sử dụng cái cấu trúc sau này, người ta sử dụng cái cấu trúc Vậy cấu trúc là prefer doing something to doing something. nha yeah, Cô viết ra đề Vậy cấu trúc là prefer something hoặc là like doing something yeah, to something hoặc là like doing something. Nghĩa là thích cái gì hơn cái gì, thích làm gì hơn làm gì. Thì à, cô dịch là hầu hết các gia đình thích nói chuyện với nhau hơn là sử dụng điện thoại thông minh trong nhà hàng. Vậy thì căn cứ và cái phần thông tin này Hiểu không ạ? Ai chưa từng chứng kiến một cái bàn ăn ở trong một nhà hàng Lơn mà các thành viên trong gia đình chỉ chăm chăm nhìn vào cái màn hình thiết bị di động của mình thôi Vậy thì ý A của cô không đúng Nghe ý B của cô thì sao ạ? Chợ ý B của cô dịch là thế kỷ 21 Đúng không ạ? Các thành dạ, thế kỷ 21 thì những gia đình thường là không 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 in favor Chúng ta có cụm từ be in nhờ cụm từ là be in favor nghĩa là chuộng dịch là thế kỷ 21 nhớ Các gia đình thường là không chuộng xem TV cùng nhau nữa Giờ bạn sẽ xem cho cô như sau này Ở trong cái 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 đoạn văn của chúng ta Có đề cập tới cái vấn đề này nhá. Nhưng mà họ đề cập dưới một cái góc độ khác cơ dịch như sau này Ở trong này cô sẽ thấy trong bài cũng có là What more? nhờ what more? Hơn nữa Thế kỷ thứ 21 thì những gia đình không cần phải xem cùng một chương trình với nhau cùng một thời điểm một thời điểm bởi vì sao bởi vì thực tế là mọi người có thể xem cái mà họ muốn xem dẫn tới là sẽ có nhiều thời gian cho gia đình cùng nhau Đấy. hơn là hơn 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 là ít nhờ vậy thì cô sẽ thấy được là thế kỷ thứ 21 các gia đình không cần phải xem một chương trình giống nhau cùng nhau nhưng ở đây người ta lại bảo rằng là thế kỷ 21 gia đình nhìn chung là không thích xem tivi cùng nhau Vậy thì không phải đây là ý b của chúng ta không đúng bạn phải đọc kỹ không là bạn sẽ bị thông tin lừa đấy nhá bị đánh lừa theo cái thông tin trong bài thế kỷ thứ 21 các gia đình nhìn chung không còn thích xem tivi cùng nhau không phải là họ không thích xem không không thích xem tivi cùng nhau nữa mà bởi vì sao thế kỷ thứ 21 các gia đình không cần phải xem một cái chương trình giống nhau Và cùng một thời điểm bởi vì sao vì người ta có thể xem cái họ muốn nhá lên dẫn tới là họ sẽ có nhiều thời gian cho gia đình để mà cùng nhau hơn là hơn là hơn là hơn là trước à hơn là ít. Như vậy thì ý B của chúng ta không đúng. Rồi thế còn ý C của cô sao? Chờ ý C cô là bố mẹ ngày xưa thì không chỉ trích con cái vì xem tivi quá nhiều. Nhưng bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Ở trong cái cái đoạn văn của chúng ta thì bạn sẽ thấy như sau này. Chờ chúng ta sẽ thấy như sau. Đây ở cái phần đoạn văn này thì cô sẽ thấy có cái phần thông tin này. Nó dịch là Ờ, trước khi mà có điện thoại thông minh thì tivi đúng không ạ? đã bị đổ lỗi cho hầu hết những cái là, TV tivi đã bị cáo buộc đúng không ạ? đã bị đổ lỗi là, là phần lớn gây ra những cái cái, cái 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 sự không tương tác, không giao tiếp với nhau giữa bố mẹ và con cái. Chợ người ta còn cho rằng là tivi đã ngăn mọi người nói chuyện với nhau, chợ gây ra những cái tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình về việc là xem chương trình gì. Nhớ nó tạo ra những cái cái trở ngại đúng không ạ? những cái rào cản và gây ra cả cái mối quan hệ thù ghét nữa Đấy nhá, được không ạ à? Rồi, tiếp này chúng ta sẽ có như sau này Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này Ở đây thì bạn sẽ thấy là trong này người ta nói là Bố mẹ thường chỉ trích cái lượng thời gian Mà con cái dành để online hơn Là cố gắng để hiểu tại sao con cái mình làm như vậy Vậy bạn sẽ thấy rằng là không phải là uh, Ngày xưa bố mẹ chỉ trích con cái Vì xem tivi quá nhiều đâu Đúng không ạ Nên là ý C của chúng ta không đúng Thì ở đây cô sẽ có ý đề cô là Rất nhiều các gia đình chờ vẫn không thể tận dụng được cái chờ vẫn rất nhiều các gia đình vẫn 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 chưa thể tận dụng được vẫn nhỏ vẫn chưa thể tận dụng được cái điện thoại thông minh thì cô sẽ thấy như sau này ở trong cái đoạn văn này của chúng ta thì bạn sẽ thấy như sau đoạn văn số 3 này thì cô sẽ thấy như sau này nó dịch là bố mẹ thường không hiểu tại sao con cái của mình lại dành nhiều thời gian online đúng không ạ và không thể hiểu được tầm quan trọng của việc mà có một cái online identity À, chờ, trong khi đó thì hối các bạn thủy tin thì coi cái hình ảnh trên mạng đấy là một phần của họ nhờ họ thường chỉ trích cái lượng thời gian mà con cái dành vào hơn là cố gắng hiểu tại sao con cái mình lại làm vậy nhớ yeah. à, chưa chúng ta sẽ thấy như sau này và cái câu kết cuối cùng này nhờ gì như sau này à, cái cái loại công nghệ này tức là điện thoại thông minh ấy tương đối vẫn còn mới vì vậy mà vì vậy mà nhiều gia đình vẫn chưa biết cách để mà xử lý với nó à, nhá cái căn cứ của thông tin này Chờ, cái loại công nghệ này tương đối mới vì vậy mà nhiều gia đình vẫn chưa biết cách xử lý với nó đúng không ạ nhờ vì vậy bố mẹ và con cái nên thảo luận cái cách mà để làm sao sử dụng được công nghệ thông tin nhờ để giúp cho chúng đúng không ạ? giúp cho họ có thể tận dụng tối đa công nghệ thông tin thay vì chỉ trích nó như một vấn đề gây ra vấn đề cho họ Vậy từ đó cũng sẽ suy ra được là rất là nhiều các gia đình Từ đấy nhá, từ những thông tin đó cũng suy ra được là Rất nhiều những gia đình vẫn chưa thể tận dụng được cái điện thoại thông minh này Vậy thì với câu này cô chọn được câu 50 là ý đề Kiểu quay lại cho câu với câu số 44 Vậy tiêu đề của đoạn văn này là gì? Chờ ý ở cô là cách để mà điều, giải quyết về vấn đề về Generation Gap Chờ ở trong này người ta không đề cập đến cái vấn đề về Generation Gap Khoảng cách thế hệ nên ý à, cô loại ngay từ đầu Chờ ý về cô đó là công nghệ ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình như thế nào? Trợ ý sẽ của cô đó là tác động tiêu cực của công nghệ lên cái lên học sinh ở trường Chợ vậy cô sẽ thấy là cô đang băn khoăn giữa b và c chợ ý d của chúng ta là tv chợ và điện thoại thông minh như phương tiện giao tiếp vậy d của cô không phải rồi chợ ở đây người ta đang bàn luận về cái vấn đề là công nghệ đúng không ạ? ảnh hưởng đến cái mối quan hệ gia đình chợ người ta đang cáo buộc rằng là công nghệ đúng không ạ khiến cho dạn lứt trong các mối quan hệ gia đình chợ khiến cho con người ta không còn muốn giao tiếp với nhau nữa đấy Chờ khiến cho con người ta không muốn dành thời gian với nhau nữa Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn được câu 4 rất là dễ dàng Đáp án là ý B Đó là công nghệ ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình như thế nào Vậy 44 cô chọn được câu ấy là ý B em nhé